em rất là bất ngờ, rất là bất ngờ khi mà đến DK, đó chính là ngày xưa mà mình làm một cái lông mày nó chưa phải mất cái quá trình mà hút chì, phải đắng hút thuốc đỏ chứ, khử đỏ hay là gì, là phải mất khoảng 2 tiếng cho một cái lông mày đợi chờ rất là lâu và rất là mệt mỏi. Cái cảm giác mà chịu đau trong vòng 2 tiếng nó rất là khó chịu, và đúng là để mà không, nghĩa là Yến sợ đến cái mức Yến không dám đi giọng lại lần hai là mọi người phải hiểu như thế nào rồi đấy. Mà đến DK thì là mình không nghĩ được là cái quá trình tư vấn thì đã là 5 phút rồi đúng không, lên bàn chị ấy vẽ cũng rất là nhanh chóng, chắc là khoảng tầm phải 5-7 phút thôi là chị đã xong, là đã xong rồi, là nhiều cái gió chị vẽ xong mình còn nghĩ là ủa chắc là còn phải ấy lại lần nữa, nhưng mà không, là xong rồi đó mọi người ạ. Xong rồi quyết định là đi sang giọng mực cũng chỉ là 20 phút thôi là xong. Trước khi đến đây thì em nghe mọi người nói là nếu mà muốn sửa cái dáng lông mày mà đã làm rồi thì mình sẽ phải xóa laser, đó, hút mực cũ. Mà như thế thì nhiều người bảo là hút laser đau lắm, thì không hiểu là họ làm ở đâu. Nhưng mà ngày hôm nay em đến DK thì em thấy là cái khâu hút mực laser của mình nó chỉ vỏn vẹn nó tầm chưa đến 1 phút. Em không nghĩ là nhẹ nhàng như thế, trong khi em đã chuẩn bị tinh thần là có thể nó sẽ hơi đau hay như thế nào đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là nhanh và rất là nhẹ nhàng đó. Bên cạnh đấy thì sau đấy thì em được trải nghiệm cái công nghệ mới nhất là hair stroke để làm lại lông mày của mình. Em cứ nghĩ là nó sẽ hơi khó để mà làm một cái dáng lông mày mới khi mà mình đã có cái khuôn như ngày xưa rồi, nhưng mà khi xóa mực đi và làm lại từ đầu thì em cảm thấy rất là ưng ý với cả cái dáng mày này.